Đấu La Đại Lục tập 237. Ở tập trước, hai vị cung phụng đã xuất thủ ngăn cản Đường Tam. Trước đó, Hà Ma Đấu La đã được giao thủ với Đường Tam tại Tây Lỗ Thành. Lần này gặp lại, khí tức của hắn đã mạnh hơn rất nhiều. Tên Thiên Quân thì tướng mạo có phần tương tự, nên chắc là huynh đệ ruột. Cả hai nhanh chóng bộc phát thực lực đẩy lùi Đường Tam về sau. Một khi bọn họ hợp lực, lại có thể đánh lệch đi thức thứ ba của Hoàng Kim Thập Tam Thức. Trong khi đó, Bì Bì Đồng và thời kỳ mạnh nhất lại không làm được. Như vậy xem ra thực lực của hai người tuyệt đối không thể khinh thường. Sự xuất hiện của hai tên cung phụng làm cho Hồ Liệt Na cũng bất ngờ và càng thêm hy vọng. Bọn họ yêu cầu Bì Bì Đồng rút lui trước. Đường Tam rất không muốn điều này. Hắn tuyệt đối không muốn để cho Bì Bì Đồng cứ như vậy rời đi, cho nên nhanh chóng lao lên. Phía bên kia lập tức tung chiêu ngăn cản. Trước mắt tình thế nguy cấp, hắn phải mau chóng nghĩ cách cứu viện. Ở bên ngoài, Qua Lâu nhìn thấy thế cục phe địch tán loạn nên xin chỉ thị tấn công. Vậy nhưng đại sư lại cảm thấy việc này trước mắt chưa thể liều lĩnh. Hồn sư của Vũ Hồn Đế Quốc nội tình hùng hậu, còn có nhiều phong hào đấu la chưa từng xuất chiến. Chúng ta tùy tiện tiến quân e là sẽ rơi vào mai phục. Qua Lòng vẫn kiên quyết và cho rằng, tuy lời đại sư nói là có lý, vậy nhưng thời cơ trên chiến trường thoáng qua là mất. Bỏ lỡ cơ hội này, Vũ Hồn Đế Quốc bình tĩnh trở lại thì sẽ không có lợi cho phe ta nữa. Sau thoáng chốc suy nghĩ, Tuyết Băng cũng lên tiếng. Trận chiến này liên quan tới tồn vong của đế quốc nên hắn không thể không đánh cược một lần. Lời này chính là đồng ý tấn công, không tiếc bất cứ giá nào cũng phải giành lấy Xa Lăng Quan. Trong khi đó, Đường Tam vẫn đang một mình đối mặt với hai cung phụng của Vũ Hồn Đế Quốc. Trước khi giao thủ thì bọn họ đều không quên dùng lời lẽ mỉa mai nhau. Hà Ma Đấu La tự tin nhận là đơn đấu không phải đối thủ của hắn. Nhưng sau khi hai huynh đệ bọn họ hợp lực thì đừng nói là hắn, cho dù là đại cung phụng muốn thắng cũng không dễ dàng. Đường Tam cảm thấy Hà Ma Đấu La không phải nói khoác. Hai tên cung phụng này là huynh đệ ruột, lại cộng sự mấy năm, trình độ ăn ý không ai sánh nổi. Hai người hợp lực có thể so với một phong hào đấu la cấp 98, thậm chí là 99. Còn hắn thì đã cùng với Bì Bì Đồng giao thủ nhiều lần, hồn lực tiêu hao rất lớn, bây giờ đã là tâm không có sức. Đột nhiên đám người đới Mộc Bạch đi tới trợ giúp, Đường Tam lập tức ngăn cản bọn họ đừng đi qua, đồng thời yêu cầu truyền lệnh cho các tướng sĩ Thiên Đấu Đế Quốc đã vào trong quan lập tức rút lui. Hắn biết dù bọn họ có trợ giúp thì cũng không phải đối thủ của hai tên cung phụng này, tham chiến chỉ làm cản trở mà thôi. Vừa mới phân phó xong thì tiếng còi báo hiệu tiến công đã vang lên, điều này khiến hắn vô cùng bất ngờ. Tuyết Băng làm như vậy là quá hồ đồ rồi. Theo hiệu lệnh mà tiến lên, binh lính ồ ạt xông vào trong thành quyết tử cho tổ quốc quyết sinh, giành lại Xa Lăng Quan, khí thế vô cùng hào hùng. Rất nhanh sau đó, bọn họ cũng đã thành công đổ bộ vào trong thành. Quân đội Vũ Hồn Đế Quốc nhanh chóng bị càn quét. Chiến thắng đã ở ngay trước mặt rồi, chỉ cần xông lên và giành lấy nữa thôi. Đáng tiếc là bọn họ chưa kịp làm điều này thì đã bị ăn hành ngập mồm. Cường giả Vũ Hồn Đế Quốc bất ngờ tấn công, cửa vào bị chặn, bọn họ không còn đường lui nữa. Đối mặt với cường giả hồn sư thì những binh sĩ này vô cùng nhỏ bé, lần lượt từng tốt bị tiễn về đất mẹ, thương vong xảy ra khắp nơi. Kiếm Đấu La nhận ra tình thế không ổn rồi, những kẻ bàn nãy là cung phụng thứ 3, Thành Loan Đấu La, cung phụng thứ 4, Hùng Sư Đấu La, cung phụng thứ 5, Quang Linh Đấu La. Bây giờ tình hình vô cùng căng thẳng, bọn họ đã không kịp rút lui nữa. Lần này Thiên Đạo Lù phái ra tất cả cung phụng ngoại trừ ông ta. Hành động muốn chơi lớn này cũng có nghĩa rằng Vũ Hồn Đế Quốc muốn tập trung đánh một trận phần thắng bại. Rất nhanh sau đó, Thiên Quân Đấu La và Hàng Ma Đấu La cũng động thủ, cả đám lao lên tấn công tới tấp vào Đường Tam khiến Nam Chính phải chật vật chống cự. Hắn nhận thấy động tác của hai người này chẳng những nhanh mà còn phối hợp hoàn mỹ vô cùng. Hồn lực của hắn đã tiêu hao quá lớn, nếu như phải dùng hai thần chi quang kích phát thần lực cho hai thần tam sở kích thì sẽ tiêu hao tinh thần lực cực kỳ lớn. Cứ kéo dài như thế này, kẻ bị kiệt sức mà chết chính là hắn. Hắn nhanh chóng đánh ra kích thứ ba của Hoàng Kim Thập Tam Thức. Bên kia thấy vậy, liền cùng lúc tung ra khí hồn chân thần, hồ biến vũ khí thành khổng lồ rồi hợp lực ngăn cản đòn công kích. Trong lúc Đường Tam và đối thủ đang giao chiến kịch liệt thì người của Mẫn Đường quay lại bẩm báo tình hình cho Tuyết Băng. Sau khi biết đại quân bị thương vong vô số, tổn thất hơn 1 vạn người thì bọn họ liền sắm mặt lại không nói nên lời, đành phải hỏi ý kiến của đại sư. Ông cho biết nhất định phải cố gắng bảo tồn lực lượng, chỉ cần đại quân Thiên Đấu vẫn còn thì chúng ta vẫn có khả năng chuyển bại thành thắng. Ông yêu cầu Tuyết Băng thu binh lại. Nghe tiếng hiệu lệnh, binh sĩ liền quay xe về chỗ. Phía Vũ Hồn Đế Quốc rất không muốn điều này, bọn chúng ồ ạt tấn công, người sống thì ít mà người chết thì nhiều. Chứng kiến cảnh tượng đó, Bì Bì Đồng vô cùng vui mừng. Ra đến bên ngoài, thứ đầu tiên đập vào mắt đám người đến Mộc Bạch là vô số thi thể nằm xếp lên nhau, thậm chí còn bị bọn chúng coi như chiến lợi phẩm. Cả đám vô cùng tức giận, nếu chậm trễ rút khỏi, đại quân Thiên Đấu trong thành sẽ không bị toàn diệt. Bây giờ đại thế đã mất, có thể toàn thây trở ra hay không lại là một vấn đề. Ngộ nhỡ bị hồn sư Vũ Hồn Đế Quốc vây công, quân ta rất có thể sẽ tàn rã. Hằng Ma Đấu La cho rằng Đường Tam đã nỏ mạnh hết đà,
nhanh mau chóng tiêu diệt hắn, hủy diệt thiên đấu. Lời vừa dứt, hàng ma đấu la lập tức lao lên. Thiên quân đấu la cũng tung chiêu hỗ trợ. Bọn họ nhất định phải đem mọi khuất phục phải chịu đựng lúc trước hoàn trả gấp bội. Trước khi quân thiên đấu rút khỏi Gia Lăng Quan, hắn sẽ tận lực ngăn cản. Kiếm đấu la và cốt đấu la tiến lên chi viện. Đối thủ trước mắt của hai người là cung phụng thứ ba và cung phụng thứ bốn. Cung phụng thứ ba có tính cách lạnh lùng, xưa nay chưa từng tùy tiện ra tay. Nhưng lần này thì khác, gã ta lại trực tiếp dùng hồn kỹ thứ 8 đối phó kiếm đấu la. Cung phụng thứ 4 cũng không muốn đứng yên quan sát, lao nhanh chóng tung ra hồn kỹ thứ 8. Tác dụng của hồn kỹ này là có thể khống chế tất cả hồn sư thú vũ hồn từ hồn thánh trở xuống. Ngay cả Đế Mộc Bạch cũng bị ảnh hưởng vì chiêu thức này. Liễu Nhị Long và Phất Lan Đức cũng bị hoa mắt chóng mặt, đại quân nhanh chóng rơi vào hỗn loạn. Kiếm đấu la buộc phải xuất kiếm ngăn cản, hai bên giao chiến kịch liệt. Tuy nhiên, phe địch lại chỉ cố gắng kiềm chế kiếm đấu la và cốt đấu la, giống như là đang gây sự chú ý để bọn họ không có thời gian phân tâm, sau đó tiến hành đánh úp. Quả đúng như những gì đã dự đoán, phe địch vẫn còn hai kẻ chưa xuất thủ, đó là Quang Linh đấu la. Dường như mục tiêu mà Quang Linh đấu la nhắm tới là Tuyết Băng. Vừa mới kịp nhận ra ý đồ của bọn chúng thì tập phim đã hết rồi. Hãy chờ đón tập sau nhé! Cảm ơn các bạn đã bỏ thời gian quan tâm và theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại!